bắt ký tên rồi đó, thu hồi đất rồi đó, bắt ký tên rồi đó. Không biết giờ nhiêu người nữa, không biết đi mua được cái chuồng heo ở không nữa. Bút về kia đó, tới cái tạ đỏ ngoài đó. Nhà này, nhà kế, bút về kia nữa. Tại cái này là đi điện của dân á, đưa lên tỉnh. Đem con ổn với ổn có tại có. Đây là hôm nay nữa. Ông mở cho quan hả? Cái gọng nó đi lát mình khỏi đây. Rồi. Chú nói ok không?